Thưa quý vị, tàu đường sắt Cát Linh Hà Đông lại lỡ hẹn khai thác thương mại vào tháng 4 tới. Dự kiến đến cuối tháng 4 năm 2019, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông có thể thử nghiệm chở khách. Chiều 19 tháng 3, tại hội nghị giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức, đại diện Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Metro Hà Nội, thông tin kế hoạch chuẩn bị khai thác thương mại tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Đông. Đại diện này cho biết, do đây là dự án trọng điểm quốc gia nên Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước sẽ nghiệm thu công trình về trang thiết bị và đào tạo nhân lực. Tuyến đường sắt đô thị này chỉ hoạt động khi đủ hai điều kiện là có chứng chỉ an toàn hệ thống và được Hội đồng cấp nhà nước nghiệm thu. Về thời điểm vận hành thương mại, khi nào được bàn giao, công ty sẽ sẵn sàng tiếp nhận vận hành. Tuy nhiên, với tiến độ hiện nay, đến cuối tháng 4 năm 2019, tuyến đường sắt này có thể thử nghiệm chở khách chứ chưa thể khai thác thương mại như kế hoạch.